Để giúp người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô thì các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con ở vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có cung cấp nước sạch miễn phí hoặc là giảm tiền nước cho dân. Ở do nắng nóng kéo dài nên tại nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Giảm tiền mua nước sinh hoạt cho bà con là một trong những giải pháp được các địa phương ưu tiên thực hiện. Điển hình tại Bến Tre, tỉnh này vừa giảm 10% hóa đơn tiền nước sinh hoạt cho các hộ dân cư hay phục vụ công cộng. Trong tháng 4 và tháng 5 của năm nay, địa phương cũng đã vận hành tới 130 máy lọc nước miễn phí đặt ở nhiều khu vực để phục vụ bà con. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mùa khô năm nay đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 50.000 hộ dân vùng nông thôn thiếu nước sinh hoạt. Để giải bài toán này, theo các địa phương, về lâu dài chính phủ nên sớm bố trí vốn đầu tư, hoàn thiện các cống ngăn mặn cũng như tăng công suất hoạt động cho các nhà máy nước sạch nông thôn. Còn giải pháp tình thế thì các địa phương sẽ tiếp tục vận chuyển nguồn nước sinh hoạt để cấp miễn phí cho các khu vực bị thiếu nước cục bộ, với phương châm là không để bất cứ hộ dân nào không có nước sinh hoạt, đúng với tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Không chỉ ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn, hiện nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long còn xảy ra tình trạng sụt lún đất nghiêm trọng. Tại vùng đệm U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang thì nông sản đang bước vào vụ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, đường giao thông nông thôn bị sạt lở sụt lún khiến cho việc vận chuyển nông sản của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Vụ thu hoạch nông sản năm nay tại vùng đệm U Minh Thượng không còn cảnh xe tải, ghe thuyền chạy tấp nập vào từng nhà dân, xuống tận vườn cây để mua bán. Nông sản ở vùng đệm chủ yếu là trái cây và củ nùng. Tất cả các loại này đến vụ là phải thu hoạch, không để lâu hơn. Cách duy nhất người dân lựa chọn lúc này là vận chuyển bằng xe gắn máy. Giờ năm nay nó cạn quá trời rồi, lộ làng nó sụp lún hết trơn, giờ đi lòi xe không ra không à. Rồi mướn chi phí thì nhiều hơn. Mùa khô năm 2024, nắng hạn kéo dài làm cho mực nước trên các kênh rạch xuống thấp, đất đai khô cằn, đường xá sụp lún, đứt đoạn đã tác động rất lớn đến cuộc sống dân sinh, nhất là đối với các hộ sản xuất nông nghiệp. Năng suất nông sản không cao, người dân mong chờ giá bán sẽ tăng lên để bù đắp chi phí sản xuất. Tuy nhiên, đến thời điểm thu hoạch thì không vận chuyển lại gặp khó khăn. Một lần đốn được 5-700 nải, còn năm nay thì cũng vậy mà đều nó chín quá chết bỏ hết thì đâu có được. Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã mở một số đường tạm tại đoạn đường bị sụt lún hư hỏng. Việc cấp bách về giao thông đang được các cấp, các ngành nỗ lực giải quyết để việc tiêu thụ sản phẩm nông sản của người dân được thuận lợi. Những cái điểm mà nó cũng có nguy cơ sạt lở thì cũng phải có giải pháp là phòng ngừa trước. Thứ hai đó là phối hợp với Sở Nông nghiệp để tính toán cái để hỗ trợ cho nhân dân. Dự kiến trong thời gian tới, mức độ sạt lở sụt lún tại vùng đệm U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang tiếp tục diễn ra và sẽ nghiêm trọng hơn, đặc biệt khi mùa mưa tới. Vì vậy, trước khi có giải pháp căn cơ, người dân không nên chở hàng hóa quá tải khi di chuyển qua các đoạn đường đang có dấu hiệu sạt lở sụt lún. Trong lúc này, khu vực Nam Bộ vẫn đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, phạm vi nắng nóng rộng và cường độ thì gay gắt. Một số nơi ở Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất kể từ đầu mùa khô, từ 38 cho đến 40 độ C. Trong đó, mức nhiệt 40 độ tại Biên Hòa, Đồng Nai là giá trị cao nhất lịch sử tại khu vực này. Dự báo trong chiều nay, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ C. Khu vực miền Tây dao động từ mức là 35 đến 37 độ C. Nhiệt độ cảm nhận ngoài trời thì có thể cao hơn từ 3 cho đến 4 độ C tùy thuộc vào từng mặt đệm như là đường nhựa, bê tông. Cảnh báo đợt nắng nóng này có thể còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Nắng nóng liên tục nhiều ngày đã khiến cho tháng 3 vừa qua ở khu vực Nam Bộ được đánh giá là tháng 3 nóng nhất từng ghi nhận.